vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Chung Một Vòng Tay. Cô chú anh chị, hôm nay chúng ta đến chợ An Phong. Chợ An Phong là tên chợ mới ngày nay, còn ngày trước, còn ngày xưa thì có tên là Ba Răng nha cả nhà ơi. Dạ, hôm nay tôi mời tất cả bà con mình cùng vào chợ với tôi nha, để mình xem hàng hóa coi có gì lạ không ha. Thôi tôi mời cả nhà cùng tôi đi vào bên trong chợ nha. Đây là chợ An Phong ở Đồng Tháp nha. Mình đi phía trước màn hình mình nó đi thẳng luôn là mình sẽ đến Hồng Ngự. Cách đây cũng cỡ chừng vài chục cây số nữa thì mình đến Hồng Ngự. Và rồi là còn phía bên này nè, thì mình đi về bến đò Dơi Lửa. Đi thẳng luôn, mình đi bến đò Dơi Lửa thì mình sẽ qua được bên chợ mới An Giang đó cả nhà. Vâng, bởi vì là An Giang và chợ mới chỉ cách nhau có con sông thôi. Bây giờ tôi mời cả nhà cùng tôi đi vào chợ nha. Cả nhà ơi, mấy ngày nay đi quay ở cúng lễ ông Nguyễn đó, mấy ngày nay đi quay nhiều rồi Khang Tiến đó cả nhà. Bên cạnh chợ tôi thấy cũng có một bưu điện ha, bưu điện Việt Nam. Rồi phía trước thì là bà con mình cũng bán đồ ăn sáng. Cả nhà chúng tôi đi vào bên trong chợ nha. Mấy nay đi quay cúng lễ ông Nguyễn Trung Trực cho nên là nói chuyện nhiều quá bị khan tiếng rồi cả nhà. Phía trước này thì tôi thấy cũng bán đồ ăn sáng nha cả nhà. Cũng lâu rồi tôi mới trở lại chợ này để ghi hình cho cả nhà mình xem. Đường này thì cũng đi vào trong chợ nè, mình đi xem coi chợ hôm nay hàng hóa có gì nhiều không và ngon không nha. Nhiều đồ lắm hết cả nhà ha. Có lẽ hôm nay tôi đến sớm quá cho nên là bà con mình cũng chưa có đi chợ nhiều. Chợ này thì hàng hóa bán rất là nhiều luôn cả nhà, mà cũng nhiều đồ đẹp nữa nha. Cả nhà nhìn nè. Mỗi lần thì tôi chưa biết chợ này thì tôi đến chợ này cũng trưa, bởi vì tôi đi để tôi tìm và tôi hỏi thăm đó, thì đến đây cũng trưa. Còn bây giờ đã biết đường đến rồi thì là tôi cũng tranh thủ đến sớm hơn, cho nên giờ này đến sớm quá bà con cũng chưa đi chợ. Khang Tiến qua cả nhà mấy ngày nay bệnh, quay cúng lễ ông Nguyễn Trung Trực nhiều quá, đi quá giờ mệt bệnh rồi cả nhà, nói chuyện không ra tiếng luôn nè. Đi xuống dưới không biết còn gì dưới không nha. Chợ này thì ngày nay thì có tên là chợ An Phong. Như theo tôi tìm hiểu tôi biết thì hồi xa xưa thì có tên là chợ Ba Răng, còn ngày nay thì có cái tên mới là chợ An Phong ở Đồng Tháp nha. Rồi đến đây là hết chợ rồi cả nhà ơi. Mình đi xuống đây nó là hết chợ rồi. Thôi giờ mình thôi con đi tới đây con vòng qua đây. Kênh này là kênh gì á? Dạ Chung Một Vòng Tay. Chung Một Vòng Tay không? Dạ. Trời ơi vui quá bữa nay. Giờ này mới sáng sớm mình tới đây sớm mà cả nhà. Cho nên là mấy chú vẫn còn thư giãn bên ly cà phê nè. Vì vậy mới gặp được mấy chú đi chứ thôi dễ gì. Cái này hả? Em còn đăng cái lễ ông Nguyễn đó. Còn đăng cúng lễ ông Nguyễn mấy ngày nay quay
Thì để coi coi nếu mà em về em làm kịp thì mai ăn. Còn nếu, còn nếu không kịp thì là ngày mốt. Thì bây giờ mở vô coi cúng lễ ông Nguyễn Trung Trực đi. Chung một vòng tay phải không? Dạ, chung một vòng tay nè anh. Không biết nữa, gõ lên luôn. Dạ, coi tivi cũng được mà coi điện thoại cũng được. Còn nếu mà có thời gian nhiều nữa thì quá bổ qua bên kênh Ấm Áp Miền Tây nữa. Cũng của em luôn. Dạ, hai kênh lận. À Tèn ơi, Tèn ơi, cũng đi uống cà phê nữa. Ly cà phê của con đâu? Hả? À Tèn ơi, ngồi cái ôm cái điện thoại như là xong rồi đó. Đeo khẩu trang nữa kìa. Bỏ khẩu trang xuống cho ngắm dung nhan xíu được không? Cho nhắm nhắm sắc đẹp chút xíu được không? Dạ, mai con rồi mấy thấy cưng quá à. Nè, mai cái bài cầm vô. Cầm cái bài cầm nè. Thiệt luôn hả? Anh Tèn ơi, cầm vô. Thầy bên rồi đó, bự bự hơn nè, chút rồi hút rồi. Trời đất ơi, tập thôi, tập vậy không được. Nhớ nè, thầy bên nào? Thôi, giỡn nhưng mà mai mốt nó nghe cái mùi thuốc nó quen đó. Thôi, nổi cái ghiền điện thoại không là mệt rồi hả con ha? Ghiền điện thoại là mệt lắm rồi đó. Ôi ôi. chắc chưa biết nói ha chú ha. Dạ dạ. Mấy ngày nay đi quay quá. Rồi đi thỉnh sắc đồ phải lắm. Mệt bệnh rồi. Nói chuyện không ra tiếng luôn. Mấy tôi già già chân con quay nãy giờ nó trẻ rồi đó. Nói đúng ra cái máy này của con á là nó ghi hình với lại nó thu tiếng hay lắm. Nó thì ghi hình rất là rõ. Rồi á bây giờ máy tới chừng mà chiếu lên tivi coi. Thấy gõ hết trơn luôn. Dạ, chân miền Tây ly cà phê 15.000. Nói sao chứ làm gì có cà phê 15.000. Ở đây chủ quán này bán vậy đó. Đâu chú chỉ cái chủ quán không thôi, chú chỉ chủ quán coi. Người ta ly cà phê đó, ở miền Tây đó, mình đó. Luôn rồi đó. Ở miền Tây mình cà phê có 5.000 hả chú ha. Có tiếng rồi đó. Vậy mà nói tới 15.000. Quá trời. Vui quá à. Rồi nè. Nói vậy là còn có 3 cái nè. À, chợ nào cũng vậy đó cả nhà. À, thì cũng có những cái quán cà phê nhỏ 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 vậy nè đó. Buổi sáng thì mấy chú cũng bây giờ cũng có tuổi rồi thì cũng sáng sớm thì đi ăn sáng rồi cũng thư giãn bên ly cà phê vậy thôi chứ cũng cũng đâu có công việc gì ví dụ như ngoài đồng áng đâu ạ. Cho nên đó có những nét quê của tôi rất là dễ thương. Đó, cả nhà nhìn thấy không? Đó, đây là một nét sinh hoạt vào buổi sáng, một bức tranh sống động của quê tôi ha. Thì hôm nay tôi cũng có mặt ở chợ An Phong, là chợ An Phong là tên của ngày nay. Còn ngày trước là có tên là Ba Răng ở Đồng Tháp nha cả nhà. Hôm nay tôi đến ghi hình lại để cho cả nhà mình xem những người con xa quê qua cái clip của Chung Một Vòng Tay thì sẽ nhìn và đỡ nhớ quê hương mình hơn nha. Dạ, còn đây là khung cảnh buổi sáng nè, bà con mình cũng bán hàng ở trong chợ nè. Đến đây thì hết chợ rồi, thì tôi gặp mấy chú uống cà phê đây, tôi ghé, tôi cũng thăm hỏi rồi, chuyện trò đùa vui với mấy chú một chút xíu. Thôi thì bây giờ tôi mời cả nhà cùng tôi đi vào bên trong chợ nữa nha. Có cho tiền không? Có cho tiền thì quay, không cho tiền thì đi chỗ khác. Dạ. Đưa lên trên mạng. Giờ này người ta quay là người ta quay nãy giờ mới trái máy rồi giờ mới hỏi tiền. Bây giờ họ không có cũng quay dính rồi. Vui quá cả nhà, mấy chú vui lắm, mình đi quay ở đâu cũng vậy á. Cũng gặp mấy chú gì nè vui vẻ. Đó, đây là người dân của quê tôi nha cả nhà. Đây là một bức tranh sống động vào buổi sáng. Chợ quán cà phê của anh Dẫn bán ly phê Bình Giang giá có 5.000 một ly à. Dạ, đây là chính xác nè đó. Cái này thông tin này mới đúng nè. Thông tin này mới đúng chính xác 100% nè. Đây là một khách nhí đây nè, cũng bây giờ cũng tập tành lên mỗi tay anh Dũng sắm được 2 cây vàng. Mỗi tay sắm 2 cây vàng bán tiền. Tèn ơi, bán đi cà phê mà tháng sắm 2 cây vàng chắc kiếm này. Chắc con cũng bỏ YouTube, con ở nhà con bán cà phê quá à. Dạ. Dạ đúng rồi. Cái hình con mặt áo trắng này luôn á. À, thôi con cảm ơn cuộc trò chuyện vui vẻ với mấy chú buổi sáng như vậy. Thôi con cũng dạ con đi vô chợ. Thôi con chúc mấy chú thư giãn với ly cà phê buổi sáng thật vui ha. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Thôi con chào tạm biệt, hẹn gặp lại nè. Dạ. Tạm biệt nè, bye bye bé nè. Trời ơi bi lớn. Bà Răng.
đó. Cái này là đúng luôn đó. Chào ba Đăng á. Đúng đúng tên. Đâu cũng nói tôi ba Đăng hết á. Ba Đăng nói gì ba Đăng. Ba Đăng. À ba Đăng là tại vì có còn có ba cái răng đó phải không? À tèn đó. Thiệt tình là mấy chú mà chả ba Đăng luôn đó. Cái cục quá mà là hỏi thăm đường ra đó bộ anh nói ba Đăng là không biết tôi hay à. Rồi vậy thôi. Ba Đăng á. Bây giờ nói chuyện nó còn có ba cái răng là cho khỏi nói mình ở đâu đây em biết luôn ha. Trời ơi dễ thương. Trời trời vui quá cả nhà. Mấy bữa hôm nay mình đi cũng tỉnh sát đồ. Ông Nguyễn cũng gặp mấy chú rồi bên trong ban tế tự rồi cũng vui. Rồi gặp bà con hành hương về cũng vui. Bữa nay qua đây cũng cường trận nữa cả nhà, bởi vì khang tiếng rồi nè. Đó, làm bà tám nhiều quá bệnh đây. À thơm cảm ơn nha. Nãy giờ mình ghé cái trạm này hơi lâu nè. Ghé trạm này hơi lâu nè để hồi bà con đi chợ về hết. Trong này vui nghe không? Dạ. Thôi hẹn gặp lại mấy chú lần sau nữa nha. Dạ bye bye. Về đi khó để không có à, để ý vậy. Không xóa, không cắt, không ghép gì hết. Cái kênh này là trung thực. Cái kênh này Ấm Áp Miền Tây với lại cái kênh Chung Một Dòng Tay này rất là trung thực. Là mình làm công việc văn hóa không có cái gì đồng bậy đâu. Kiểm diệt lại chứ, kiểm diệt lại. Thì đó giờ anh kiểm đi, đó kiểm đi. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Vui quá cả nhà ơi, đó chợ Ba Đăng mình đến đây lần thứ 3 mình quay rồi. Bà con mình vui vẻ dễ thương vậy đó. Đó. À, tôi bởi vậy tôi muốn đưa hình ảnh người dân quê tôi là như vậy, những cái chợ quê hương miền Tây tôi là vậy đó cả nhà. Bà con rất là dễ thương ha. Thôi bây giờ mình vô chợ cá nha. Đi đường nào vô tèn. Ủa đi đường nào vô. Đây chợ cá nè. Chợ cá nè cả nhà. Cua đồng. Anh đèn ơi chị, con cá gì mà nó dài nó bự dữ vậy chị? À, cá ngát nè. Cá ngát gì mà dài thòn nằm bích chịch luôn cái kỹ này luôn rồi. Dạ. Ủa bự quá nha. Có tôm, có cắp, có sủ này kia nữa nè. Dạ. Ủa bữa nay chị đồ ngon quá nha. Cho tôi gửi số điện thoại lên đó, chạm không thì coi cái 20 cá đặt gọi tôi bán dùm được không? Rồi chị đọc vô đây đi, nó ở trong đây nè. Đọc đó nha. Dạ. Số điện thoại của mừ bán cá là 0978 5872773. Đó là số điện thoại của chị Mười bán cá ở chợ An Phong Ba Răng nha cả nhà. Dạ chị cũng gửi số điện thoại qua cái clip của tôi, nếu bà con mình có nhu cầu cần gọi cá tươi, cá tôm gì đó thì là điện cho chị Mười ở chợ Ba Răng, chợ An Phong nha cả nhà. Thì là chị đọc số điện thoại rồi đó, thì có gì thì cả nhà mình vui lòng liên hệ với số điện thoại của chị sẽ mình xếp tại chỗ luôn chị ha. Mình xếp từ tới nhà cho khách luôn ha. Tới nhà luôn. Dạ dạ. Đọc lại đi mấy chú. Dạ đọc lại. Ừ. 0978 5872773. Rồi đầu gọi là đi đem tới nhà luôn. Chị Mười ha. À, Mười. Rồi cá bông lao, cá cóc, tôm. Tôm càng xanh. Cá ép, cá mì hôi. Dạ dạ rồi. À, thôi để em đi quay chút xíu, em qua em quay gian hàng chị rồi, tại vì em đi mép bên này. Dạ. Để em qua quay gian hàng chị nữa. Thì như vậy tao mới biết mình có cá ngon. Dạ. Ngon cá thông không à. Rồi thôi em đi em vọng lại em quay gian hàng chị rồi em giới thiệu cho nha. Đây qua quay gian hàng của cái cá của chị này. Đây cái da sập cá của chị Mười nha cả nhà ơi. Đây là cá chị Mười, chị mới vừa đọc qua số điện thoại xong đó. Thì cả nhà có nhu cầu thì là điện cho chị sẽ xếp tại chỗ như đến nhà luôn nha. Chị bán ở chợ An Phong ha. Cá mì hôi, cá cóc quá. Ở nói chung là đủ thứ. Dạ. Không có cần. Cần thì người ta gọi chị có cái gì thì người ta sẽ mua. Dạ. Thôi em đi nha, em đi vô trong. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Đây là phía trong nhà lòng chợ.
rồi để mình ghi hết chợ cá để mình đi vòng vô nhà lòng cho cả nhà xem nha. Cá sông, cá sông ngon quá cả nhà ha. Đó, sáng sớm thì cá tươi ngon hết sức luôn nè. Trời ơi, cá linh non. Mùa này là mùa nước cõi miền Tây quê tôi, cá linh non về rất là nhiều nha. Cả nhà chợ nào cũng có nha, bởi vì là đang mùa nha. Bác kia một tiếng nói là cái sao? Chị bắt vô TV, chị bắt vô chữ chung một vòng tay nè. Chị coi TV cũng được, coi TV cũng được, coi điện thoại cũng được nữa. Bây giờ vô mở coi đi, em quay ông Nguyễn, đúng ông Nguyễn em đăng cái này nè. Đó là bấm cái quần lại. Đó là bấm cái quần lại lên tóc là nhà nhà. Chị cũng phải theo hỏi. Nãy giờ mình đi quay chợ cá, bây giờ mình đi vô trong mình quay nhà lòng nha cả nhà. Giờ đi đường nào ta? Số 18, 18 đi. Con đi bên này. Đây là phía trong nhà lòng chợ nha cả nhà. Nhà lòng chợ tôi thấy cũng rộng nè. Bà con mình quay nhiều gốc quay mấy bà đó đó. Dạ. Dạ. Ở đây ta mua dữ lắm. Đó, chị cũng đang đứng xay dừa đây nè. Xay dừa đây. Nhưng mà cái sạp cao quá, chị đứng cái túi hết trơn luôn. Đây chị có sạp dừa đây nè. Ở dừa khô, ai mua dừa nạo thì ép luôn đi cả nhà ơi. Đó, tiện lắm ha. Đó, ở đây là chợ Ba Răng Đồng Tháp mình nha, chợ An Phong Đồng Tháp nha cả nhà. Đó, rồi cô cũng đang chuẩn bị rau nữa nè. Đây. Nhà lòng chợ này là không ai dám vô đi mua hết trơn. Tại sao chị? Không ai chịu ra hết trơn, bây giờ không bán không phải không mà. Giờ không ai vô đây vô chợ nhà lòng này trơn, chị nó mờ nó vô thị á. Thưa thớt chứ nè, quay dạ. Gì bỏ hết trơn đó ha, không bán đó ha. Cái ổng la kệ thịt đó là thịt dồn lại mà gót bộ ngồi. Cho tôi ngồi ngoài kia bây giờ, để ngoài kia ngồi tùm lum, bây giờ tôi ở trong này tôi không có bán rồi chị trơn. Dạ. Cái này là do cái này mình tự động mình sắp xếp không được, mà mình muốn cũng không được. Bây giờ chỉ có ban quản lý thôi, chỉ có ban quản lý chợ. Đà Nẵng công an là Nẵng sắp xếp 2-3 ngày nó cũng đi ra. Trời ơi, thì bởi vậy đó, vậy đó chị. Đâu phải người ta không sắp xếp, người ta cũng sắp xếp, mà giờ mình ta không chấp hành. Mấy người ông bán nói chị thôi, vô chứ mấy ông không có đưa vô. Để tôi dẹp vô rồi vậy thôi, chứ mấy ông không có đưa vô gì hết trơn. Trời bởi vậy người ta đi ở ngoài hết trơn hả cô ha. Dạ. Ở trong này ngồi vậy đó, ngồi cũng như mà nghĩ chậm tiếp luôn. Thôi thì em cũng hôm nay em đến đây em ghi hình, em cũng chỉ biết ghi vậy thôi. Những thắc mắc gì, khó khăn gì của bà con mình tiểu thương buôn bán ở đây thì nói. Thì nếu như mà những các cấp chính quyền người ta có chức quyền và có khả năng để mà điều khiển, điều hành cái chợ thì người ta sẽ coi sắp xếp lại ha chị ha. Bây giờ tôi muốn yêu cầu vậy chịu đựng vậy thôi chứ giờ mình cũng không biết làm sao. Bởi vậy yêu cầu dạ. Sắp xếp ở đâu đó đàng hoàng. Chứ thịt bán ngoài cái người ta chạy ngoài ta mua hết trơn, còn trong này không ai vô chứ. Bị chị biết sao không? Em hiểu vậy nè. Ở ngoài đường là xe họ chạy ngang được. Dạ. Ngừng lại mua cái người ta chạy luôn, còn đây phải mắc gửi xe nè, phải dừng cái xe chạy vô đây kiếm nè. Nó thành thử chờ đó hả? Dạ. Tôi bán mãi mấy ông không cho à. Dạ. Mấy ông đem vô đây, mấy ông nói rằng phải đem vô đây. Mà mình chấp hành thì mình đem vô, mình ngồi mình bán không? Em đem vô còn á là người ta bán sau này mới bởi vì em thấy thịt ngon quá trời đây nè, phải ấy đâu chứ ngồi trong đây không mưa nắng không chịu vô đây bán. Không chịu vô. Lạ thiệt ha. Thôi em cũng biết ghi hình vậy thôi. Dạ, ha. Dạ. Có gì thì ban quản lý chợ người ta sắp xếp lại sao. Thôi kệ cố lên hả chị ha. Dạ. Biết sao giờ thôi kệ. Ai bán đâu bán, mình bán đây khỏi mưa nắng, mưa người ta chạy. Ngoài đó bán mưa người ta chạy, người ta ướt kệ. Dạ. Dạ. Cũng đầu ha. Em ta thấy ta thương nên lại mua chút. Dạ. Này 60.000 à. Coi như là mình bán mối á chị ha. Dạ. Thôi em cũng đi chút xíu nữa, mỗi gian hàng chờ đi quay chút xíu. Chào này, chào gì nè ta. Đâu có chào bông mai đâu hả cô? Mới chào môn rồi. Trời ơi, con ưa chào bông mai lắm mà sao hết khu vực mình chỉ có chào đốc có. Ở đây không có. Con bây giờ con ở nhà con có một hũ này với một hũ Bình Dương, hai hũ bây giờ nó mặn, con bỏ nhà con không được. Chào môn với chào Huệ Tâm đó mày. Đó Bình Dương đó, bởi vì con mua hai hũ, cái nắp đỏ cái nắp vàng, con mua ăn thử rồi không được, bây giờ con còn để nhà. Mà bữa đi quay trong Châu Đốc thì mua một hũ Châu Đốc, trời bông mai, cái tờ hiệu là bông mai,
ngon hết biến con ăn, con nói không còn có cái gì nước con ăn. Trời ơi, chấm rau luộc ngon lắm luôn á. Thôi con đi nha, con đi chút xíu nữa. Trời ơi, ăn phải đem vô đây, phải dỗ vậy đó. Đi vô chợ rồi đem xe chạy vòng vòng. Dạ. Ở trong nhà lồng nè cả nhà. Đó cũng rộng rãi, thoáng mát nè. Mà không hiểu sao bà con mình, người đó thì bán, người thì không. Thì nãy như cả nhà nhìn nghe cái cô bán thịt nói rồi đó, cô cũng ý kiến là nếu như mà ban quản lý có xem được cái clip của tôi thì là cô sắp xếp lại cho bà con vô đây bán, chứ để ra ngoài rồi người ta muốn ngoài không, ở trong đây bà con mình bán không được đó, rồi bỏ những sạp không như vậy nè đó. Nhưng mà cũng tôi thấy chắc cũng khó cả nhà ơi, bởi vì là đưa thì mấy ông cũng muốn đưa vô đó, nhưng mà rồi giống như bắt cóc bỏ dĩa được vài bữa người ta cũng chạy ra ngoài nữa, cũng khổ vậy. Thôi thì tôi hiểu vậy thôi, chứ còn không biết như thế nào do sự sắp xếp của ban quản lý ha. Thôi tôi mời cả nhà cùng tôi đi tham quan một vòng chợ nữa nha. Chợ An Phong, chợ Ba Răng ngày xưa nha cả nhà, bây giờ có tên mới là An Phong đó. Dạ. Cô bán cũng đủ thứ nè, bánh bèo nè, bánh da lợn nè, rồi có chè nè cả nhà mình. Cả nhà mình ghé ủng hộ. Dạ, cả nhà mình ghé ủng hộ cô nha. Dạ. Thì hôm nay mình cũng tiện có công việc, mình đến đây mình tìm một người để mình trao quà của các nhà hảo tâm. Thì tiện đây thì mình cũng đi một vòng chợ để mình ghi hình cho cả nhà xem. Bây giờ mình đi ra mình tìm coi có thấy bà có gặp bà cụ mà mình cần tìm không nha. Thôi con đi nha, con chúc cô thật nhiều sức khỏe, buôn may bán đất cô ha. Dạ. Dạ. Trời ơi, chuối ngon quá trời luôn cả nhà. Chín rồi. Dạ. Dạ, chung một vòng tay với là ấm áp miền Tây nữa. Con có hai kênh là con này ấm áp miền Tây rồi chung một vòng tay nữa. Con quay ở đây mấy lần rồi đó. Con quay ở đây mấy lần rồi. Đây chợ buổi sáng, cảnh sinh hoạt nhộn nhịp buổi sáng của chợ An Phong. Ngày xưa thì có tên chợ Ba Răng ở Đồng Tháp nha cả nhà. Dạ. Thôi giờ mình tiếp tục đi nữa. Tiếp tục đi nữa nha. Đây là quần áo may sẵn. Bây giờ thì đâu đâu cũng vậy, tiện cho bà con mình lựa chọn để mua. Đây là đồ mặc ăn sáng. Rồi trái cây. Phải đẹp quá cả nhà. Ta bán có 9.9 à. Chủ lắm này. Rồi trao đồng không nè cả nhà. Để mình đi ra ngoài trước chút xíu mình coi cái.
bán gì trơn, đóng cửa trơn cả nhà. Mình cứ sợ cái gì nè. Bán que vẫn có người nào trơn cả nhà, tôi dần ra cả nhà. Vắng quá sợ. Mỹ phẩm dầu gội nè, rồi nước hoa, rồi nước xả quần áo, dầu gội đủ thứ hết nha. Ở gian hàng bán nhiều thứ các loại luôn cả nhà ơi. Mình muốn lựa chọn gì là đến gian hàng đây nè, đủ thứ hết trơn luôn. Nước xả quần áo nè, rồi là cũng thương giúp đỡ bà từ đó giờ để cho bà bán. Là cái chỗ người ta không có hết mà như ưu tiên cho bà luôn đó. Dạ. Cho nên em mới trả giùm cho bà. Chứ thấy bà khổ quá mà ai mà nỡ lấy tiền. Dạ. Ơi, con bán thì cũng được. Nhưng mà có thằng cây thuốc á, người nó bị chết, một cái con dâu nó cũng hoàn cảnh gia đình sao đó bà. Tự dâu cũng đi, bỏ được mấy đứa cháu đó. Dạ. Vậy là chuyện đó là có thật hả chị ha? Có thật chị. Dạ. Con trai bác Út rồi ở trong nhà rồi nó chết. Rồi đầu quay rồi con dâu nó chứ nằm trong nhà cũng khó lắm chứ. Rồi đầu cái quay qua như là nó cũng bắt con nó đi nữa. Mà nhưng con nó lớn rồi nó không chịu theo mẹ. Chứ không phải là nói người mẹ mà nhẫn tâm không bắt con. Vậy tại hả? Vì mà con lớn rồi nó không chịu theo. Rồi ở đây với bà nội. Ở với bà nội. Rồi cũng đi hái rau chúng bà đó. Dạ. Đó vì vậy đó em cũng thương hoàn cảnh bà, hồi trước em qua cũng hay cho gạo bà đó. Nói chứ bà cũng có được công này công đất chứ đâu phải không có. Như đất bà trồng xài mới cho người ta mướn á. Như giờ già đâu có làm gì được. Giờ với lại một hai công đất trồng cũng đâu được nhiêu chị. Rồi cũng lây lất để mà bà cháu sống chị thôi chứ. Chứ xài á chị thấy không bán giờ đâu có được. Trời đâu. Có gì đâu nghe nói vậy thôi chứ. Chứ bộ đất rồi cái là chị bán hết rồi thì lấy gì nữa mà xây sở thí dụ gì đi. Đâu phải mình bán nó bán cái bán được liền đâu. Bây giờ cũng để dành lại cho ba đứa cháu chứ giờ nói bán sao được. Giờ thí dụ như bà già rồi bà tám mấy bà không có tiền, bà không có làm gì được nữa thì bây giờ cho ta mướn mỗi tháng vậy bà cũng kiếm được bạc. Đó vài triệu bạc vậy chứ còn sao sống đủ chị rồi. Bà già lụm cụm vậy rồi còn nuôi mấy đứa cháu nữa. Thì hỏi chứ làm sao mà đủ chị ơi. Chị mà nói gì chứ cái tuổi của bà mà chị là bà may mắn lắm em. Bà tám mấy mà còn đi đứng được cái bà. Trời ơi chứ bây giờ em nói em cũng đang lo, em nói hồi đầu năm em qua đây em gặp bà. Em cũng có cho gạo bà rồi, cũng qua thăm bà mấy lần rồi. Mà nhưng mà em không biết nhà toàn là gặp ở đây thôi. Thành ra rồi là em bữa nay thì em cũng muốn qua là em cũng trao quà của các nhà hảo tâm giúp bà. Này kia nọ, gạo thóc với lại chút đỉnh tiền này kia. Nhưng mà bây giờ qua không gặp bà. Em biết chứ trời như những bà cụ khác đó không phải do sức khỏe chứ giờ bà mà lỡ mà bà có chuyện gì bà nằm xuống mấy đứa cháu làm sao đây. Nói vậy chứ ấy lắm á chị. Chị hôm qua cũng có người ta cho gạo nữa. Dạ. Em ngồi đây ha, có nhiều người ta đem lợi cho 50%. Có khi người ta mua hen là 5.000 rau hen mà ta đưa 10.000 tấn bo bá luôn. Tại em quay em đăng lên em cũng nói bà con mình đó là ghé thương rồi ghé ủng hộ bà. Dạ. Ta thì, cho gạo với nó. Dạ. Thì vậy chứ sao giờ chị. Dạ. Nói chứ nhờ như mình đây nè. Mà giờ giả sử lâm vào hoàn cảnh bà đi nuôi được ba đứa cháu vậy nổi không. Nói gì chứ khổ lắm chị ơi. Nhiều khi tôi ngồi gần cái bánh khuế nè. Bấm cành đó tôi mua tôi ăn tôi cũng mua cho bác. Dạ. Tôi kệ giống như mình chia sẻ. Dạ chia sẻ cho chút. Dạ. Chứ bữa nay em tính là chủ nhật em qua em thăm bà nè. Em chở bà về. Rồi là mới trao quà cho bà. Rồi em mới xem chỗ ở của bà này kia nọ luôn. Rồi em đăng lên em sẽ nhờ người ta đến ủng hộ giúp đỡ bà. Đó chứ còn mình thì mình không giúp được nhiều á. Mình sẽ nhờ những người mạnh thường quân. Dạ mạnh thường quân lớn người ta sẽ giúp đỡ bà tội nghiệp hoàn cảnh của bà vậy. Cả nhà ơi thì hôm nay mình cũng đến để mình gặp bà Năm ở bán ở chợ An Phong, chợ Ba Răng mở Đồng Tháp để gặp bà để trao quà của các nhà hảo tâm giúp đỡ bà. Nhưng mà hôm nay thì không biết gì lý do gì mà ngày trước từ hồi xưa tới giờ bà bán ở chỗ này. Hồi xưa giờ bà bán chỗ này nhưng hôm nay không biết gì lý do gì mà hôm nay bà không bán. Thì mình cũng không gặp được bà. Thì thôi thì có lẽ mình cũng đi
thì chắc mình cũng phải đi tìm nhà bà để trao quà cho bà thôi, chứ bây giờ không gặp bà ở chợ. Mà từ trước giờ mình đến mình gặp bà cũng ở đây mấy lần, và cũng trao quà cho bà thì cũng chỉ ở chợ này. Thì bà cũng nói là bà ở cầu Cả Tre. Thì thôi bây giờ mình cũng xin tạm dừng video của mình ở đây cả nhà ơi, để mình đi tìm bà nha, để mình trao quà cho bà mới được. Chứ còn mình cũng ở xa, mình không có thể nào mà ngày nào cũng qua đây tìm bà được hết. Cho nên thôi thì cũng cảm ơn cô chú suốt thời gian qua cũng đã luôn yêu thương đồng hành cùng tôi trên kênh Chung Một Vòng Tay. Giờ đây xin hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau nha. Xin chúc tất cả bà con mình luôn thật nhiều sức khỏe và luôn an lành trong cuộc sống à. Bây giờ thì mình đi vòng ra phía ngoài đi, rồi mình đi tìm nhà của bà. Dừng video của mình ở đây để mình đi tìm nhà của bà nha. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những lúc sau ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.